đóng ở dạng chữ U, chữ V hoặc là dạng không đều. Thì khi đóng với dạng mà lộ biểu mô sắc tố này, cái thị lực sau mổ nó sẽ không có cao. Và để cải thiện cái tình trạng này thì trong một vài trường hợp là bệnh nhân đã được bóc màng giới hạn trong sau mổ các dịch kính mà bị lỗ hoàng niệm tái phát kích thước lớn, thì mình không thể nào sử dụng màng giới hạn trong để làm tiếp được. Thì lúc đó mình sẽ phải ghép võng mạc từ một nơi khác để che lấp cái bề mặt lỗ hoàng điểm và giúp tăng cái khả năng đóng lỗ. Thì cho nên em mới xin báo cáo là ca lâm sàng liên quan đến cái kỹ thuật này. Thì ca lâm sàng thứ nhất, bệnh nhân nam 40 tuổi, mắc phải nhịp mờ 2 tháng. Tiền căn là bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt dịch kính và cài kính vào củng mạc. Do bệnh nhân bị lệch T3 chấn thương 4 tháng, thì sau mổ bệnh nhân thị lực là 7/10. Khi mà thời điểm bệnh nhân tái khám mà mờ 2 tháng nay á, thì khám mắt ta thấy là thị lực đến ngón tay 1 mét và lỗ hoàng điểm có kích thước rất là lớn, to hơn cả đường kính của gai thị. Bệnh nhân này được tiến hành là mổ vào, đương nhiên đã cắt dịch kính rồi thì mình chỉ có nhuộm lại để xem coi đã bóc sạch màng giới hạn trong chưa, và cắt võng mạc từ một nơi khác để ghép vào vị trí lỗ. Thì ở đây là lỗ hoàng điểm sau 1 tháng sau mổ, thì lực bệnh nhân là 1/10. Hình ảnh OCT cho thấy là cái mảnh võng mạc nó nằm ở ngay vị trí lỗ hoàng điểm, thì cái này mới mổ 1 tháng, cái mảnh này nó còn phù nhiều, thì lực cũng cải thiện từ đến ngón tay 1 mét đến 1/10. Ở đây thời điểm 3 tháng thì cái bề dày trung tâm võng mạc giảm hơn và thì lực cải thiện đến 2/10. Thì hiện tại mới theo dõi được khoảng 3 tháng thôi. Về ca lâm sàng thứ hai là bệnh nhân nam 72 tuổi, mắt trái nhìn mờ, đã phẫu thuật lỗ hoàng điểm 3 tháng nhưng mà sau mổ thì thị lực không có cải thiện hơn. Khi khám thì thị lực mắt trái là đến ngón tay 2 mét và thấy lỗ hoàng điểm cũng có kích thước lớn là 1.000 trên 1.000 micron. Thì bệnh nhân này cũng được phẫu thuật lại và dùng một mảnh võng mạc ở nơi khác để ghép vào vị trí lỗ hoàng điểm. Thì ở đây là cái hình lỗ hoàng điểm hơi mờ, nhưng mà ở phía dưới này là cái vị trí mà mình lấy võng mạc, là ở võng mạc phía trên và laser xung quanh cái vị trí lấy. Thì lực bệnh nhân cải thiện từ đến ngón tay 2 mét lên 1/10 ở thời điểm 1 tháng. Đây là OCT ở thời điểm 1 tháng. Lỗ hoàng điểm này đóng rất là đẹp, thì đóng là dạng chữ U và mình có thể thấy được cái mảnh võng mạc ở ngay trung tâm của lỗ. Và thời điểm 2 tháng thì thị lực vẫn là 1/10. Ca lâm sàng thứ 3, bệnh nhân nữ 40 tuổi, mắt trái là nhìn mờ 2 tháng, tiền căn là sắp võng mạc 4 tháng. Khi khám thì thấy thị lực đến có thời điểm kích thước lớn, độ 4. Thời điểm hậu phẫu 2 tháng thì ở đây bụng hoàng điểm lỗ đã đóng rồi, thì lực cải thiện vị trí mà lấy võng mạc đã được laser ở võng mạc. Hình OCT thì ta thấy là lỗ tốt, thị lực từ đến ngón tay 3 mét lên 5/10 ở thời điểm 2. Như vậy thì qua 3 ca lâm sàng này, mình thấy có chung một cái tình trạng là hình thành cái lỗ hoàng điểm sau phẫu thuật vít chét. Riêng cái ca thứ 2 á, thì khả năng cao là lỗ hoàng điểm nó không đóng ngay từ đầu luôn, chứ không phải là lỗ hoàng điểm tái phát. Tuy nhiên những trường hợp đã mổ cắt dịch kính và bóc màng giới hạn trong rồi mà lỗ, thì ba bệnh nhân này đều được là ghép võng mạc, kiểm tra lại có bóc sạch màng giới hạn trong hay không, được ghép võng mạc tự thân và để khí CPAP 86%. Bệnh nhân được nằm sấp 1 tuần sau mổ. Thì thị lực cho thấy là cải thiện, 3 trường hợp đều cải thiện hơn đáng kể so với trước mổ, và OCT thì lỗ hoàng điểm nó đóng tốt. Như vậy thì qua 3 ca lâm sàng này thì em nhận thấy là cái việc ghép võng mạc rời tự thân nó tăng thêm cái sự lựa chọn cho phẫu thuật viên trong việc điều trị lỗ hoàng điểm lớn tái phát sau phẫu thuật cắt dịch kính. Và hứa hẹn là mình có thể sử dụng cho những trường lỗ hoàng điểm lớn sau những cái tình trạng khác, ví dụ như sau chấn thương hoặc là điểm lớn mà vô căn. Dạ em xin hết ạ.